bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 17. Hình như tối nay có bão á. Ừ, có. Có bão không? Có mà. Bà nghe tin tức chính xác mà. Nè, bão gì ra ngoài đường nguy hiểm lắm. Không ấy tối nay ăn cơm xong á, Phong ở lại nha con. Mày sao vậy? Sáng mai rồi về. Dạ. Cũng được má. Để lát con lên con dọn cái phòng trên lầu 3. Ủa? Sao phải ở phòng lầu 3? Ở phòng của con mới đúng hơn chứ. Đúng rồi. Cứ ở phòng của em chứ. Mình là vợ chồng mà đúng không? Vợ chồng mà má. Vợ chồng mới ở chung với nhau. Đúng không con ha? Đúng rồi. Tới đây mình ngủ chung nha. Mà công nhận mẹ của cô hay thiệt. Sao vậy? Bà đoán được ngày này năm sau sẽ có bão lớn luôn. Làm gì vậy? Đắp thành bảo vệ chứ làm gì. Không thể nào xâm phạm vô được. Ủa Phong ơi. Phong. Trời ơi. Rất ly mới. Trời ơi. Anh thử đi. Sao? Thử là một đêm ở ngoài ban công đi. Giữa trời dương, mưa gió bão bùng. Anh có giống nuôi không? Mưa gió bão bùng, ra ban công chị. Anh nói về chuyện dưỡng trời chứ tôi muốn. Thôi nha, cái này tôi không làm nữa đâu nha. Tỉnh lại. Thôi. Gì đâu không làm. Thôi. Thôi, cưng nha. Được. Gì cha? Lỗi. À, nhiều người á, mấy kia tôi làm chồng á, tôi mệt lắm đó nha. Đừng nói là tôi có thêm người vợ nữa nha. Bậy à, quên. Tại em cứ quấn quấn gì nhìn tưởng mấy đứa em bé nhìn cưng dễ sợ luôn á. À mà thôi, nè, bây giờ cái chớp này anh nói nè. Chớp này á, là cái khó khăn nhất là bà Dung thôi. Còn lại, tất cả đều easy. Easy là gì? Easy là dễ dàng đó, dễ quá trong vòng một lúc nhẹ. Dễ quá anh làm đi. Anh không biết chơi nhẹ. Anh biết chơi nó chưa nhỏ. Phải tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh. Đó chính là bí quyết của sự thành công. Mới sinh sống làm gì trước mặt phụ nữ vậy? Phải quan sát, quan sát. Quan sát cái gì? Nhà tôi có cái gì mà quan sát? Shhh, có lại nữa. Ôi, dạ. Ôi, cô làm cái gì vậy?
tại sao cô xuất hiện trên đầu tôi vậy? Anh làm gì á? Rình má tôi phải không? Hì, phải. Ê, tự nhiên sao bà bắt tôi với cô ở chung phòng à? Thì má tôi nghi ngờ anh là đồ giả. Tôi đâu phải đồ thật đâu. Nhưng mà anh phải làm sao cho giống đồ thật chứ. Thì đó, muốn cho má cô trở về Mỹ, tôi và cô thoát khỏi cái hoàn cảnh này, thì trước tiên chúng ta phải tạo cho bà ta một niềm tin, triệt bỏ mọi hoài nghi của bà. Nhưng mà làm sao giờ? Tạo niềm tin với phụ huynh là chìa khóa của sự thành công. Má, giật mình luôn à. Chào má. Ừ, chào tụi con. Nè. Ủa, nha. Mới sáng sớm cho tơi tả vậy con? Ừ, qua bảo mà má. Thiệt không? Như vậy thì quá good. Very good, very good. Nhưng má tôi hiểu lầm hai tụi mình á. Thì coi như là bước đầu thuận lợi như ý muốn cho má tin. Anh cố tình đúng không? Vậy sao? Muốn tôi nói với má cô biết là hôm qua tôi với cô làm gì không? Hù không? Tùy. Được, tôi để coi. Tùy đúng không? Ừ. Má! Hả? Thật ra thì không có con với chị Du. À, tối qua hai đứa tụi con ngủ ngon lắm á. Như vậy thì dạ. Very good. Thôi tụi con đi ra ngoài chơi chút nha. Ờ. Dạ. Ôi, nhìn hai đứa nhỏ mà lòng già xao xuyến. Ê, tụi này cũng thân thiết lắm, nhưng vẫn chưa chắc cú. Biết nhiều phụ nữ như vậy là không phải đứa tệ. Màu vàng. Có màu vàng. Ừ, được lắm. Biết yêu thương con cái. Ba. Hả? Trời ơi, ba chấm màu mà ba không có rửa cỏ. Không phải rửa nữa hả? Trời ơi, màu đen với màu vàng lẫn lộn. Ba nhìn bức tranh con nè. À, đây ba rửa. Thay giấy. Thay giấy. Rồi, có cái mới. Nhưng mà hơi tồ. Cô, cho một ly cà phê đen đá mang về. Nam nữ thọ thọ bất thân, xin hãy giữ tự trọng. Không thôi. Không mê gái, chuẩn, duyệt. Trà sữa chân châu gì đâu, chân châu không. Alo anh nghe. Anh chết rồi. Chết gì mày? Còn sống mà. Không, em nói em nè. Sao? Cô Thi Du có chuyện gì hả? Bà Dung gì Mỹ chưa? Chưa anh ơi, bị phản đam rồi. Giờ bởi tin em đúng là ba Lina. Giờ bắt em gọi ba má qua làm đám cưới gấp kìa. Chú nói sao? Gọi ba má qua làm đám cưới. สวัสดีครับ
khạp. Lọt lông. Sao đi khạp. Lọt lông. Lọt ghế rồi đó. Nó nghe nè. Con, họ nói cái gì mà ngoài không hiểu? Nghe là giống tiếng Thái. Ừ. Ba là người Campuchia mà ông nội lại nói tiếng Thái Lan. Ông nội của con là người Việt gốc Thái, sống ở gốc Me. Sống ở Khmer. Người Khmer. Dạ, dạ, người Khmer. Nhưng mà lại gốc Thái. Dạ. Lọt lông. Như lọc vậy á là giống hai người bạn của ba, người Dubai với người Ấn Độ mà là Việt kiều Campuchia đúng không? Đúng rồi. Lọt lông là ngồi đúng không? Năng lọt. Hả? Nói cái gì vậy? Dạ, ba con là bắt tay chào má đó. Năng lọt. Tôi cũng năng lộn không anh? Vui. Tổ cha cà rá khạp à? Không, chửi tổ cha má kìa. Dạ không có, ba con nói là má đẹp lão. Ba con khen má đẹp lão. Là tổ cha pa rá khạp. Dạ, tổ cha pa rá khạp. Ông anh tổ cha pa rá khạp Hollywood. Khen ông đẹp trai giống như Hollywood đó. Nắc Hollywood à. Trời ghê quá vậy, con nói gì không? Dạ không có, ba con nói nắc Hollywood. Là ba con nói là má na ná giống diễn viên Hollywood. Sàm lông. Gì vậy con? Nó con sàm lông kìa. Dạ không có, hai ảnh nói con là đúng rồi. Sàm lông. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Sắp lá cà. Trời đất ơi, chua gì chủ đánh lộn kìa, sắp lá cà. Dạ, không phải. Ba con nói là hai vợ chồng con á, năm nay không hợp tuổi. Để năm sau mà cưới. Ông anh nè. Hai đứa nó đó sống với nhau rất là hạnh phúc. Hơn nữa bây giờ nè, đã có đứa con lớn như vậy rồi. Cái chuyện mà hợp năm hợp tuổi á, xưa rồi. Bây giờ không có còn phong tục đó nữa, bỏ qua đi. Chứ con gái tôi á, chờ đợi nó 8 năm rồi, đó là một sự thiệt thòi rất là lớn. Ít nhất cũng phải cho con gái tôi một cái danh phận chứ. Soi cắt làm 8, chấm nước tược. Ông nói gì nữa vậy? Ba con nói là ba con kêu con á ráng đi theo ba làm cái dự án để kiếm tiền để sau này hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc hơn, nó dư dả hơn, rồi lúc đó vợ con không cần phải đi làm một cực lực nữa, để sau này hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc ở bên nhau. Mà lạ nha, ba con nói ngắn ngủn hay sao con dịch tới tiếng Việt dài dữ vậy? Tiếng Thái nó vậy đó má. Mình nói ít mà người ta hiểu nhiều, mà mình nói nhiều mà người ta không hiểu bao nhiêu. Quan trọng nhất là người bên đây nói thì người bên đây hiểu, và người bên đây nói người bên kia hiểu. Nó vậy đó má. Nghĩa nó nhiều lắm. Hai ảnh nói là đúng rồi. Dùng bên đi. Đồ ăn chưa có ăn mà dục cái gì? Dạ không có. Hai ảnh kêu là mời mọi người dùng ngon miệng. Sảm lòng. Lại khen con đúng rồi nữa phải không? Dạ lúc này hai ảnh nói là chính xác rồi. Ủa sao kỳ vậy, hồi nãy đúng rồi bây giờ chính xác rồi? Dạ. Mà cũng là cái chữ sảm lòng. Dạ đúng rồi, cái tiếng Thái nó nhiều nghĩa lắm á. Dạ. Mình có thể dịch được nhiều thứ. Ngồi xuống. Lọc. Như thế này, ông anh nói cũng đúng. Nếu mà chưa có sự nghiệp mà lập gia đình thì rất là khó khăn. Như tôi nè, tôi đã từng trải qua sóng gió, cơm không lành, canh không ngọt, một mình phải nuôi con rất là cực khổ. Tôi cũng hiểu điều đó, nhưng bây giờ tôi cũng đã thông cảm rồi. Tụi nó đã tìm thấy nhau rồi, thì tôi là người sẽ bỏ tiền ra
cho tụi nó làm đám cưới, cho nên ông anh đừng có lo chuyện đó. Ao, tôi có nhà có cửa rồi cho nên đừng có lo gì cái chuyện sự nghiệp nữa đó. Cứ cho tụi nó cưới nhau đi ha. Xám xám. Sway, chân ti, nè đi, anh nợ, cầm ben, tàu lao, tàu lao. Xám lòn. À, dạ là đúng rồi hả? Không phải, nó dịch tàu lao không à, mà chỉ nó dài thì dài nó dịch có chút xíu, không hiểu gì hết. Ý, ba không biết nói tiếng gì hết. Dạ, ba con biết chút chút, tại vì người Thái ở vùng Giang nên cũng biết chút chút má. Tôi biết ba. Thì ra là như vậy, thôi bây giờ mình nói tiếng Việt đi cho nó khỏe ha. Thôi con phải công nhận cái ông sảm thỏn vậy, ông nói khó nghe ghê vậy đó. Ông là người Thái nhưng mà dùng gen mà má, giống như tiếng dân tộc mình đó. Như kệ đó, dù sao chăng nữa má cũng cảm nhận là gia đình của họ là một gia đình gia giáo đàng hoàng, dễ thương ghê vậy con. Vừa gặp má là nắng lọn má liền. Là chào má liền đúng không? Má học cũng lẹ ghê hèn. Con dạ? Này, má thấy gia đình ta cũng được đó, không ấy tiến hành luôn đi con, đừng có để đêm dài lắm mộng. Thôi, má không nghe ổng nói hả? Năm nay thì sắp hết rồi, Tết thì lại sắp đến nữa, còn năm sau thì đâu có hợp tuổi. Thôi kệ ổng đi, ổng nói kệ ổng. Nhiều má không có tin, má phải xem xét lại cái đã. Nè, dạ? Má không có muốn nhìn con phải làm single mom nữa, tội nghiệp cho Lina lắm. Lina có ba rồi, con thì đâu cần chồng đâu, má lo làm chi. Trời đất ơi, nói gì mà nói cũng được à. Con gái lớn lên phải có một cái gia đình chứ con, ha? Phải có chồng có con đàng hoàng. Bất đắc dĩ lắm á mới nuôi con một mình giống như là má vậy. Thôi má quyết định rồi, con nghe lời má đi, không có gì thay đổi hết trơn á. Bưng nước lên cho tao uống đi. Only ở tôi của mình đi đứng thì cẩn thận chút. Mà không mong anh đỡ cho cái tế bể đầu rồi khắp khá áp. Khắp khá áp.